Chú em tạm thời là cảm ơn anh mà chỉ một lời xá. Anh đừng lại tôi. Anh đừng lại tôi. Dạ con đau lòng lắm mà con không giúp được gì, con bất hiếu lắm chú ơi, con không giúp được cái gì cho cha con hết. Sáng nay con cảm ơn chú là đã giúp gia đình con được đoàn tụ, như là Tết hôm nay con mới gặp được cha con. Chứ gần cả năm nay, hơn một năm nay rồi con mới gặp được cha con, cha mẹ con như vậy. Hello, chào tất cả quý vị. Hiện tại giờ Sang đang có ở ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trung, tỉnh An Giang, để đi vô nhà của anh chuối bán vé số, để mà gặp anh chuối coi cái vấn đề mà nợ nần của anh như thế nào, để gặp chủ nợ nói chuyện luôn. Con là gì của anh chuối? Con gái anh chuối hả? Dạ. Ồ. Nghĩ sao? Mở đèn lên. Bắt đèn gì mấy con? Con ở đây chồng con làm gì? Dạ chồng, hai vợ chồng con đi làm công ty trên Đồng Nai á. Ồ. Con làm trên Đồng Nai hả? Ở chỗ này hai chồng ở hả? Dạ ở đây hai con mới về, chồng con chưa có về, chồng con vài bữa nữa mới nghỉ làm rồi mới về. Ừ. Con về ăn Tết hay sao? Dạ con về thăm cha, tại lâu lắm rồi, cả năm nay là con không có về, về thăm cha rồi, về thăm ông bà, về Tết nhiều đủ thứ. Về hả? Ở ngoài sau ai nuôi vịt đây? Dạ, có cái bà chủ nợ. Bà chủ nợ mới nuôi vịt hả? Dạ, tại bà nói là cha con không đi đồ này đồ kia hoài đó, rồi sợ chủ nợ khác đồ này kia vô, rồi bà ở đây bà coi chừng với bà chờ mình về rồi bấy, rồi bà nuôi đi vịt kia. Chủ nợ khác là làm sao? Cũng như là cha con cũng thiếu hơi bị nhiều. Hả? À. Dạ. Thiếu sao mà hơi bị nhiều? Cha con bán rồi bị ôm rồi bị giật đồ này kia đó chú, rồi mượn của cô chú gần đây nè, mà cũng nhiều người thì cũng dễ, nhiều người thì cũng khó. Mà mượn bao nhiêu người? Con nghe cha con nói, không có nghe nói là mượn bao nhiêu người, mà cũng nói chung là cũng nhiều, cũng dài dòng, chứ con cũng không có gần, tại con không có ở đây. Con lấy chồng rồi, con về bên chồng không à. Sao một năm nay không liên lạc với cha mình như thế nào rồi coi. Con điện thì cho chú cũng biết, cha con ổng trốn đồ này trốn đồ kia, ổng ít có mở máy lắm. Khi nào cha con nhớ cháu ngoại hay nhớ con mới điện cho con, còn con điện cho cha con không có được. Giờ má con sao? Mẹ con thì gần đây thì mẹ con có liên lạc với con, là nghe nói là mẹ ở dưới Cần Thơ. Làm gì dưới Cần Thơ? Mẹ con đi phụ giúp việc nhà. Con biết được cha mình đang thiếu người ta nhiêu tiền không? Dạ con nghe cũng khoảng mười mấy 20 triệu gì đó, con cũng không có gành, chỉ nghe cha con nói thôi à. Dạ. Rồi cái nhà này sao con? Dạ cái nhà này là hồi lúc trước có thằng em nó làm chung á, con này kia, rồi nó làm ở trong xã, nó quen với cái người làm trong xã, nó xin cho cha con được cái nền, rồi xin người ta làm giấy tờ đựng mà dây tiền nhà nước cắt cái nhà này lên. Ừ. Dạ. Anh ăn cơm chưa? Dạ mới ăn rồi. Anh ăn cơm rồi hả? Dạ. Cơm với gì?
ăn cơm với cá chiên. Giờ cái số lợi sáng anh nói chuyện với em á là cái tổng cái số nợ là còn thiếu 2 triệu mấy đúng không? Dạ 3 triệu 7. 3 triệu 7 đúng không? Đúng rồi. Bỏ lời hết luôn là trả vốn không đó là còn 3 triệu 7. Giờ người chủ nợ đó đâu? Hai chồng chủ nợ đó đâu? Kêu cái người cho thiếu thì chị 7 thứ ra dùm bắt cha ra đây hạnh. Nó trong giấy thì nó tên Hoàng Phạm Thị Ánh Sáng. Mà cái đó là sửa lại con là Phạm Thị Tiết Hạnh. Con nuôi dịch ở ngoài hàng đó. Chị ngồi đi. Dạ. Em qua đây nè. Thì chị tên gì chị? Tên Hồng. Thôi ra ngoài trước ngồi cho nó sáng. Đi ra đây. Ra lại đi. Con ơi đừng có quậy để cho ông với chị á. Chị ngồi hả? Đây đây. Anh chối ngồi xích qua đây nè anh chú. Anh ngồi lên. Ngồi luôn á. Rồi cái tiền của anh chuối thiếu chuyện sao? Anh thiếu em là anh mượn của em là 11.800.000 mà em lấy lần rồi. Em cũng giúp chảnh nhiều đợt lắm. Nhưng ảnh đi hoài anh không có trả cho em. Bây giờ em trừ ổng rồi, nghe ông xã em nói hồi sáng là còn lại 3 triệu 7 nữa. Đó thì anh... À, là chị lấy lần là chị lấy như thế nào? Thì giờ gặp anh bán số thì lấy vậy đó. Thấy anh bán số rồi lấy? À, lấy gặp anh bán số lấy chứ đâu có gặp ảnh đâu, anh đi hoài đâu có gặp. Anh lấy mấy lần, chị lấy giấy số của anh mấy lần rồi? Em lấy đâu mấy lần đó thì cộng lại là cũng 7-8 triệu gì đó. Lấy mấy lần cộng lại 7-8 triệu hả? Ừ. Lần cuối cùng chị lấy bao nhiêu tiền? Lần cuối cùng em lấy 3 triệu mấy à. Lần cuối cùng lấy 3 triệu mấy hả? Dạ. Là lâu chưa? Cũng mấy tháng nay à, 3-4 tháng nay à. 3-4 tháng nay hả? Lấy 3 triệu mấy à? Dạ. Rồi ông đi luôn đó, không thấy gì, trở về đây nữa. Vợ con ông cũng đi luôn. Cái đây mấy ngày chị có lấy thì giấy số của ảnh không? Cái đây mấy ngày chắc xã em lấy gì á. Hả? Xã em lấy. Lấy nhiều giấy số? Cái đâu cũng mấy 2-3 triệu gì đó. Là cộng lại là 7 triệu mấy đó, 8 triệu đó. Là ông còn thiếu em sáng là nghe ông xã nói là còn 3 triệu mấy đó. 3 triệu 7 đó. Thì sao anh chuối nói tôi khác anh chuối? Dạ, lấy tổng kết là bữa đó là lấy là 7 triệu 8 chứ không phải là 700. Là vì giá số giờ tiền luôn là tính bằng giá là 7 triệu 8. Cái lấy tiền chứ cộng số cộng ra tiền. Là tôi thiếu ảnh là 11.500.000. Là không có tính lãi vô nằm cái khoản đó. Anh nói chị mới đây mới lấy của ảnh rồi. Ảnh hồi sáng ảnh cũng nói y gan vậy luôn. Mới lấy của ảnh đây mấy ngày rồi mà 7 triệu mấy mà đúng không? Thời cái đó vợ chồng của chị là rồi. Sao là tôi không biết cái khoản đó. Ổng lấy tôi đâu có biết đâu, ổng lấy ổng về ổng đưa tôi nhiêu thì ổng nói vậy chứ. Ổng nói là ổng lấy anh này nhiêu. Nhà chị gần đây không? Nhà em ở ngoài chứ, ngoài hơn cây số rồi. Người sao người ta mà cách đây mấy ngày lấy giấy số của ổng, sao biết chỗ ổng mà lên lấy số ổng? Ổng đi bán rồi mấy đứa thấy. Anh bán đâu bị lấy anh chuối? Dạ. Anh bán đâu bị lấy? Cái dầu. Bán mình cái dầu hả? Dạ. Cái dầu gần cái chỗ mà bữa em gặp anh đúng không? Dạ không, cái dầu nó đường quốc lộ 91 bên đây. Chỗ cái đường anh chạy lên hồi nãy đó. Ừ. Sao đó là khổ quá trời luôn hả? Đã biết vậy rồi sao ổng để cho người ta lấy giấy số người ta đem gì trả đi rồi. Tôi đã sắp xếp cái vấn đề trả nợ. Chị lấy giấy số của ổng về rồi. Rồi ổng không có tiền trả bên đại lý người ta đánh ổng cái tội nghiệp không? Chứ anh nghĩ là ổng thiếu em cũng lâu quá mà cái đồng tiền này thì em cũng đi hỏi đi dây người ta chứ đâu phải đi không mà có đâu. Ổng đi thì ổng không có về. Đó. Rồi lâu lâu thì xã em gặp hoặc em gặp gì thôi chứ còn không có gặp ở nhà được. Sự ổng cũng không có thấy đường, cũng mù lò. Ông bán mà trong khi đó thiếu nợ mới nói chị là cũng do vấn đề bị giật giấy số rồi anh mới đổ nợ đổ nần.
thôi mấy anh mấy chị giúp và giúp cho chót, mà lấy cái số của người ta để làm gì. Ví dụ mà giờ mấy anh mấy chị á, bữa tôi quay cái clip lên mấy anh chị thấy cái clip đó rồi, mấy anh đến là lấy cái số người ta thay vì giờ gọi cho tôi để bàn cái vấn đề nợ nần của ảnh, lấy chi rồi để giờ bên Duy Khang người ta trách ảnh rồi lỡ bên kia mà không nói không xong, ảnh nói không xong người ta đánh ảnh thì cũng tội nghiệp ảnh không. Đâm ra thì nhiều cái có cái gì mình cũng có thể mình giải quyết, mình nói bằng cái lời thì cũng được chị ơi. Bây giờ là tổng số nợ của ảnh là ảnh thiếu là tiền gốc là 11.500.000 đúng không? Rồi bây giờ cái tiền lãi luôn đó, gần 14 triệu thì bây giờ đó, ngày hôm nay tôi muốn dứt khoát như cái số nợ này để trả giúp cho chị là công không còn thiếu nợ gì nữa ha. Dạ. Rồi anh Chuối bữa ngày hôm nay anh có nói thật với em không? Dạ nói thật là vụ gì anh? Cái vấn đề mà giật giấy số nè. Dạ có. Chị nói hù á lấy em thiếu của chị này hay chồng ảnh là em thiếu bằng cái sự hoàn toàn là sự thật chứ không phải là trong đó là có cái gì giả dối trong đó. Với hai nữa là chị nói hù mà lấy số gần nhất là mấy tháng nay. Mấy tháng trước. Sao không lấy nữa? Cái chuyện đó của vợ chồng ảnh thì em cũng không rõ, bị rằng mình giật mình lại bị lấy bao nhiêu thì mình cứ nhớ bao nhiêu là mình nữa, mình còn thiếu người ta. Nói hôm hai chồng anh mới lấy số của anh mấy triệu bạc nữa mà. Lấy 7 triệu 7. Chị 7 nói triệu không 8. Có. Cái đó là cái chuyện của vợ chồng anh thì em không cái có xen vào được. Lấy gì rồi, anh không có nói. Nhưng em mà anh có lấy chứ. Đúng không? Ừ. Có lấy mới trừ người ta ra còn 3 triệu mấy. Như là sáng rồi mình sao chị nói hôm có lấy. Ông lấy thì chắc ông trừ ảnh rồi đó. Chị thấy ổng trội quá trời luôn thấy không? Bầu lò đi bán số đổ nợ đổ nần cũng do người ta giật chứ đâu phải mà ảnh ăn chơi ăn nhậu đổ này kia đổ nợ đổ nần đâu. Rồi thôi bây giờ bữa nay á, tóm gọn lại ở đây ở xóm của anh á, anh thiếu là đúng có số tiền 11.500.000 đúng không? Dạ, không còn nợ ai nữa đúng không? Dạ cũng còn mấy trăm ngàn rụng rụng ở ngoài. Mấy trăm ngàn anh kêu lại đây hết em thanh toán hết luôn cho. Anh gọi điện thoại lại đây em thanh toán hết luôn cho. Kêu mấy người chú nợ lại đây. Cái này đi chứ không ở bên đây nè. Kêu con gái anh đi. Ba, anh ngồi đó đi. Ngồi. Lần này là lần đầu tiên em gặp anh để giúp anh trả nợ cũng là cái lần cuối. Dạ. Nha anh Chuối. Dạ. Tôi mong anh á, tất cả những mạnh thường quân họ quan tâm và giúp đỡ anh với bằng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mạnh thường quân. Rồi để mà người ta giang tay chia sẻ yêu thương đến cái những cái nụ cười, những hoàn cảnh khó khăn. Mong anh phải hiểu và mình làm những gì chân thật nhất để mà mình giảm bớt cái những cái nghiệp của mình. Rồi để giảm bớt được cái sự mà tủi thân, giảm bớt cái sự khổ tâm. Yeah. Thì cho nên đó, anh phải nói thật với em những gì có thì anh phải nói có, còn cái nào không có không nên. Anh hiểu với em đúng không? Dạ hiểu. Ừ. Thì thử ngày hôm nay em đã về tới tận nhà anh rồi thì mọi cái người chủ nợ như thế nào, tiền bạc người ta ra sao, anh phải nói thật với em một lần một ha. Dạ. Cho nó rõ ràng cụ thể, tất cả mọi người ta đang xem thì người ta cũng nhìn được cái chân thật của anh, rồi từ đó anh người ta thương anh nhiều hơn. Dạ. Nha. Dạ dạ. Thì bây giờ anh nói là tổng cộng anh còn thiếu mấy người kia, mỗi một người là bao nhiêu tiền, anh nói rõ từng người một cho em. Một người 200, một người kia 300 mấy, người họ khoảng 100 ngoài. Có đến 3 nhà, còn rồi. Hai cô kia thì đi động chưa về cho anh. Người 200, dạ. Người trăm mấy. Dạ. Rồi người nhiêu nữa? Cô ba là tới 330 lần. 300. 300 mấy. 330. Dạ. Với người 200, người trăm mấy. Dạ. Cũng gần 800 ngàn, cũng 700, 700, 800, đúng không? Dạ, cũng gần 700 ngàn. Gần 700 ngàn. Dạ. Bữa nay nói chị nè, chị nãy chị nói chị tên gì? Phương. Từ gặp tới đừng cho anh mượn tiền nữa. Nếu mà đã cho mượn tiền á thì anh chị giúp cho nó cho có cái phước chị không? Dạ. Chị giúp mà chị cho mượn mà chị chặn đường lấy số ảnh vậy thì tội ảnh lắm á, em nói thật luôn á. Dạ.
chứ ảnh không trả mà không lấy xe được. Chứ đi giờ... biết năm nào gặp ổng đâu. Phải chi mà ảnh thấy đường á mà ảnh cố tình ấy á, còn này ảnh mù lò mà chị, đúng không? Mù lò cũng giúp đỡ trong gì chặn lắm, cái bộ không chặn đâu. Thì bữa nay em sẽ trả cho chị là còn lại 3,7 triệu em trả cho chị dứt điểm nè ha. Dạ. Rồi từ dẹp tới đừng có ấy chứ cho ảnh mượn tiền bạc gì nữa dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn luôn chị Bảy ơi. Vậy em cũng cảm ơn anh luôn. Cảm ơn anh luôn nhiều. 3,5 triệu 3,7 triệu Rồi, tôi dạ. Anh nhất nợ nha. Rồi, cảm ơn chị. Còn ai nữa? Còn chị cô đó là 330. Còn hai người kia đi đồng không có nhà. Và ba người đó là dứt điểm luôn đúng không? Dạ đúng, với còn với là bên Duy nhà Khang. Trọ Duy Khang. Dạ. Tổng cộng bên tiền nhà trọ Duy Khang là bao nhiêu? 8,900,000+ vậy đó. Của chị này gì tên gì? Phương. Phương hả? Phương. Cái người đó em có cho số điện thoại anh gọi đó. Tên Phương. Dạ, số 435340. Phương là ba chảo, chảo 3,8 triệu nè. À, 3,7 triệu nè. Rồi người nữa là tên gì vậy anh? Lợi là 330,000. Anh Lợi hay chị Lợi? Chị Lợi. Ba trăm ba chục ngàn. Rồi ai nữa? Và một người đó tên Yến mà không có nhà rồi. Yến thiếu nhiêu? 200. Chị Yến thiếu 200. Dạ. Rồi ai nữa anh? Còn người kia 100+ mà nói chung ra cái đó mình cũng không có rõ là 100+ đó anh. Mình mượn tên gì? Dạ, tên Tiền. Tiền hả? Dạ. 100+ tôi cho 200 luôn nè. Bảy trăm ba chục ngàn với 3,7 triệu nữa là 4,4 triệu. Nhưng trước mắt là hôm nay em về tới nhà, nay em giải quyết 4,4 triệu. Rồi còn đó bao nhiêu nữa em đưa qua bên chỗ Duy Khang. Và anh nói thiếu qua Duy Khang bao nhiêu, đại lý Duy Khang. 8,900,000+ 70 hay là 37 gì đó, không biết 73 hay là 37 gì đó, hai cái đó đó. Duy Khang à, qua bển rồi tôi gặp rồi tôi hỏi với tiếp luôn. Dạ, à, dạ. 8 triệu, anh nói 8 triệu mấy? 8,937,000 hay 73 gì đó. Rồi tôi cho đó là 9 triệu đi. 9 triệu với đây là 4,4 triệu nữa. Mình chạy ra 13,000+ rồi của anh. Đúng không? Dạ. Sau khi em giải quyết hết mà nợ nần này cho anh. Anh có đồng ý đi theo em vô cái dưỡng lão để ở không? Dạ có. Em cũng đâu có nói với anh buổi trước, em cũng có nói rồi. Thì cho em xin lại một tuần để anh suy nghĩ. Sau một chưa được mấy một tuần thì em đã trả lời với anh là nếu anh giúp nợ em hết thì em sẽ vô nhà chú Sáu Hon đó chú em ở để chặt thuốc và phơi thuốc với tiếp với chú là để lấy giúp cho anh em cái khoản trong cái xã hội những người bệnh hoạn gì đó, mình hứa cái khoản đó. Chú ơi, con nói cho cha con ở đây qua Tết với con nữa chú, tại lâu lắm cha con mới gặp lại. Con ngồi xếp ở đây. Con biết là chú đến đây giúp cho gia đình con ban ơn chú lắm. Cả là cha con cũng tật nguyền, với lại gia đình con một năm nay không có gặp mặt. Mẹ con thì thấy cha con trốn nợ đi vậy, mẹ con cũng có đi làm tiếp, là nghe nói ở dưới Cần Thơ á, đi phúc đi dụ đi giúp việc nhà cho người ta. Mà con nói với mẹ là qua Tết á mẹ lên đừng mà cho cha với mẹ con gắn kết lại, chú cho cha con ở qua Tết nghe chú.
qua Tết đó, cha con sẽ đi xuống dưới với chú. Con cũng mừng cho cha con là được vô đó, cho cha con ổng vui. Cái thứ nhất là cho cha con vui, cái thứ hai nữa là cũng như trả lời cho chú cái ân tình của chú giúp cha con gia đình của con lần này. Sau một năm nay con mới gặp được cha con đúng không? Dạ, tại con đi làm với chồng con ở trên Đồng Nai á, rồi con không có gọi được cho cha. Với lại cha nhớ thì cha điện cha nói vài tiếng vậy thôi, con hỏi thì cha không dám nói. Tại vì sợ con đi kiếm rồi chủ nợ người ta đi theo con đồ này kia kiếm tới cha con không dám nói là cha con ở đâu. Bởi con cha con không có gặp được. Xong khoảng một năm nay con có biết cuộc sống của cha con như thế nào không? Dạ con thấy là mọi người đi mua số của cha con đồ này kia thì có quay lên YouTube đồ này kia. Con cũng thấy là cha con cực khổ nhưng mà con lấy chồng cũng nghèo nên con không có giúp được cái gì cho cha con hết trơn. Con kiếm cũng không gặp tại cha con ngày đây mai đó nên là kiếm cũng không có gặp được nữa. Theo con bây giờ nếu cha con ở nhà cha con làm gì sống? Con cũng không biết nữa. Cái này tôi xin trả lời với anh Sang và trên cái đoạn video clip thì tất cả mạnh thường quân và cô bác xã hội cũng thông cảm cho là xin ở đây để trong cái dịp ba ngày Tết này. Trước thì nhang khói để cúng ông bà cha mẹ, còn sau nữa thì cũng vui vẻ với con với cháu trong mấy ngày Tết này. Bị trong một thời gian một năm qua thì cha con cũng không còn được gặp ở nhau, mà thường không gặp nhau lần nào, mà nhưng vì hoàn cảnh nào khổ quá, khổ chốn chui chốn nhủi rồi, bởi không có dám mà để điện cho con, mà hầu như là để đợi chờ cái đồng tiền của con mà hoàn cảnh nghèo. Thì hầu như là nếu chờ được thì ngày nay tôi không có nhờ tất cả mạnh thường quân hoặc là những cô bác ở bên xã hội ở bên ngoài để giúp đỡ, trong đó có anh Sang. Bởi sau khi Tết này tôi sẽ trở lại cái chuyện tôi hứa với anh là tôi sẽ trở lại nhà chú hết sáu hon để chặt thuốc cho cô bác chị em, để làm thuốc để cho trị bệnh cho mọi người, bao nhiêu người khác. Thực sự cái hoàn cảnh của anh nếu mà anh đi bán số nữa tôi sợ anh đổ nợ chứ gì đó. Dạ đúng. Người ta sẽ giật nữa, anh sẽ đổ nợ nữa, mà anh đổ nợ nữa anh lại trốn nữa thì cuộc đời anh sẽ như thế nào? Thì như buổi ban đầu em cũng có nói với anh Sang là ở tại cầu Cần Đăng, anh hỏi em là sau khi tôi trả nợ cho anh rồi anh làm gì, thì tôi nói giờ cũng chẳng biết làm gì, chỉ ao ước làm sao bán được một ngày 100-200 tờ để vòng vòng ở nhà, để sống ở trong nhà chứ không có lại đây mai đó hoặc trốn chui trốn nhủi nữa, chỉ muốn sống ở nhà mà thôi. Thì bây giờ anh Sang anh có nói rằng để cho em đi vô trong đó để làm cái chuyện công đức đó, để cho kiếp sau tôi được có thể là như bao nhiêu anh em khác. Tôi cũng mừng lắm, bởi tôi suy nghĩ sao chưa đủ một phần. 0969503220. Alo. Đang kẹt nợ. Dạ đang thiếu nợ, nói chuyện có khách. Thì bởi tôi nói trong mong rằng chỉ được một ngày đó để sống một cuộc sống giản dị như bao nhiêu người, bao nhiêu anh em khác. Chứ trong cuộc đời tôi không mơ ước gì hết. Và cả vợ tôi thì tôi cũng không mơ ước rằng vợ tôi sẽ quay trở lại. Vì rằng tôi quá nghèo, tôi không có gì để lo trong cái bảo bọc được cái cuộc sống của gia đình. Con thì thương thì gọi lại, ừ trời bữa nay con có 50-100 thì cho tôi hưởng bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Chứ còn đòi hỏi thì tôi không có đòi hỏi gì tất cả hết. Theo như con bây giờ cha con về đây được bao nhiêu ngày? Dạ con ở đây tới ngày mùng 10 con mới đi. Ngày mùng 10 con mới đi? Dạ. Con mới về bên chồng ở bên Biên Hòa. Dạ con về bên Biên Hòa.
Suốt một năm qua cha con cực khổ, con biết không? Dạ, con nghe thấy mọi người, anh em mua số, chú bán mua số rồi quay lại thì con chỉ biết được đôi chút đó thôi. Em cháu nó khóc rồi mày. Bây giờ, thực sự giờ tôi cũng không biết nói làm sao. Giờ con gái anh nó hay nó về nó thăm anh trong mấy ngày Tết. Dạ. Mà tôi cũng sẽ để cho anh ở nhà với lại con gái anh với mấy ngày Tết. Dạ. Sau khi qua mùng 10. Qua mùng 10 thì anh lên Cờ Đỏ. Em sẽ gọi cho anh rồi anh sẽ hướng dẫn cho em đi tới nơi nào đó. Ừ. Thì lên Cờ Đỏ sẽ có anh Tư Thanh, anh dắt anh vô trong chú chỗ khu dưỡng lão chú 62. Dạ. Con mượn cô đó cái bồng đi con vô đây. Chú em tạm thời là cảm ơn anh mà chỉ một lời xá. Anh đừng lại tôi. Anh đừng lại tôi. Tại vì tôi nói anh nghe, tôi cũng như là tất cả quý vị khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân thấy hoàn cảnh của anh thật sự là thương tâm quá, rất là đáng thương. Cho nên mọi người cũng đồng hành để mà giúp cho anh vượt qua những cái khó khăn trong lúc này. Đó là những cái tấm lòng nhân ái, chia sẻ nụ cười, chia sẻ sự yêu thương đến cho những mảnh đời bất hạnh. Cho nên thì đây cũng là một cái duyên lành đối với anh. Thì tôi mong rằng anh đón nhận cái duyên lành này với một cái tấm lòng chân chất của anh, để cho mọi người giúp cho anh có được cái cuộc sống an yên cuối đời ở bên cái chỗ chú 62, chỗ dưỡng lão đó, để cho anh khỏi mất công phải lang thang ngày đây mai đó để đi bán giấy số, rồi để cho những cái bọn xấu nó giật dọc của anh, để anh mang nợ, anh trốn nợ, phải bỏ xứ mà đi. Dạ. Tôi chỉ mong anh là hiểu được những gì Mạnh Thường Quân đang muốn giúp anh, hướng cho anh tới một cái cuộc sống làm sao cho nó an yên thôi, chứ không mong gì cho anh để giàu có này kia cái nọ. Dạ, được bấy nhiêu đó là cũng cuộc đời của một người mù và cô độc như vậy, được bấy nhiêu đó là cũng ấm cúng và hạnh phúc trong khoảng đời của mình lắm rồi đó anh Sang và cô bác anh em trong Mạnh Thường Quân và xã hội. Phạm Nhân Chúa chỉ ao ước được bao nhiêu đó thôi, chứ không cần giàu cũng không biết làm sao mà để giàu, mà thậm chí rằng trời Phật có đưa đẩy cho được giàu thì cũng không biết sao cai quản cái đồng tiền đó, bị mình không thấy đường. Bây giờ cái câu chuyện của cha con thì con đã nghe hết rồi đúng không? Yeah. Bây giờ chú sẽ sẵn sàng giúp con để cho cha con ở lại tiếp tới ngày mùng 10. Dạ, con cảm ơn chú. Con thấy cha con năm nay con đau lòng không con? Dạ con đau lòng lắm, mà con không giúp được gì, con mất hiếu lắm chú ơi, con không giúp được cái gì cho cha con hết. Sáng nay con cảm ơn chú là đã giúp gia đình con được đoàn tụ, như là Tết hôm nay con mới gặp được cha con, chứ gần cả năm nay, hơn một năm nay rồi con mới gặp được cha con, cả mẹ con như vậy. Con xin chú là được mấy ngày Tết này cho gia đình con đoàn tụ. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Nay 25 Tết rồi. Cô bác anh em người ta có tiền thì người ta lo Tết, còn tôi không có tiền, cứ việc lo trốn chứ không có cái gì hết. Thôi con gái nhớ á, đi đâu đi, làm gì làm. Yeah. Lâu lâu gọi điện hỏi thăm cha mình. Yeah. Biết cha mình mù lò không có thấy đường. Yeah. Dạng sự đều khó khăn hết đó con à. Ăn cũng dám ăn. Con biết cha con nhịn đói là nhà ăn con cử không con?
Dạ, cứ biết có mấy lần cha con cũng xỉu ở trên cầu, nhờ chú bác đồ đi mua số đi ngang đồ có đưa vô bệnh viện, nhưng mà cha con sợ tốn tiền thuốc men đồ, cha con trốn ra hết trơn à, cha con không dám ở trong bệnh viện, sợ tốn tiền nghe chú. Ăn buổi sáng, buổi trưa không dám ăn. Dạ. Cha con nói ăn xong lỡ ngày mai không có tiền để ăn. Cho nên cái cuộc sống của cha con rất là vất vả mà khổ lắm. Cố gắng đi đâu đi, làm gì làm. Bây giờ dù mình có làm xa xôi để chăng nữa cũng thường xuyên gọi điện về động viên cha mình. Yeah. Đó là cái lời an ủi giúp cho cha mình nguôi ngoai được những cái khó khăn, những cái cực khổ. Yeah. Nha con. Yeah. Con còn một người chị nữa đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Người chị đó ở đâu? Dạ chị con cũng ở Đồng Nai luôn. Chị con hay cái tình cảnh của cha con không? Dạ biết. Rồi chị con nói là sao? Chị con nói là sẽ gắng làm tết năm nay sẽ về cho cha với mẹ vui. Chứ cha con, mẹ, chị con cũng không biết là cha con trốn nợ cái lần này nữa. Chỉ biết là mấy lần trước là cha đi vậy thôi, chứ lần này thì cha không có dám gọi cho chị. Sợ con cái nó nghèo khổ lo không được cho mình, rồi còn lo thêm chỗ này chỗ kia nữa. Thôi hai chị em gái, đức cha người dành cho con gái đó, thì gán cố gắng. Tuổi già của cha mình cũng xế chiều rồi. Yeah. Dù mình không có tiền giúp cha mình, thường xuyên gọi điện thoại động viên cha, ăn ủi cha mình. Qua Tết chú để ở đây cho ở đây với lại cha con gặp nhau cho qua Tết. Dạ. Rồi trước khi con đi về con nên dắt cha con lên trên chợ đỏ. Dạ. Con điện cho chú. Dạ. Rồi đức thân con sẽ đưa cha con vô trong dưỡng lão. Dạ. Thì con biết ở trong đó là cái chỗ tu tập, những người người ta có tu tập, người ta ăn chay niệm Phật thì dạ, rất là tốt. Chú cũng như tất cả mọi người mong cho cha con có được cuộc sống an yên cuối đời. Yeah. Thì mong rằng tụi con nên tiếp xúc cho cha mình. Dù mình không có ở được gần với cha mình, mình ở quá xa, không giúp được gì cha mình, nên động viên cha mình vô đó. Ha. Rồi lâu lâu mình về mình ghé ngay chỗ cái dưỡng lão của chú 62. Yeah. Vô thăm cha. Yeah. Về thăm nhà, đốt nhang đốt cậu. Yeah. Nha. Rồi bây giờ em sẽ đưa anh đi qua bên cái chỗ Di Khang. Đã. Để thanh toán cái số nợ còn lại. Dạ. Rồi sau đó thì hai cho con về đây lại, rồi em sẽ gửi hết tiền để hai cho con ăn Tết. Anh đồng ý không? Dạ cảm ơn anh. Gắng cố gắng đi anh. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi. Điều quan trọng anh nên nghe lời tôi. Cái này tôi thành thật tôi hỏi anh nghe anh sao? Ừ. Những phản đời của tôi như vậy và vợ tôi như vậy, mình có nên nghe lời con để động viên cha với mẹ nó ở lại với nhau mình, hay là mình tính cái đường ngày trước chia tay rồi vẫn chia tay luôn anh sao? Cái này chuyện gia đình của anh em không thể nào em xen vô được. Cái vấn đề ở chỗ là giữa anh với chị mâu chốt mâu thuẫn ở nằm ở chỗ nào em không có biết, mà thử ra em cũng không có thể nào em xen vô được. Còn nếu như mà chị nhà còn nghĩ tới cái tình phu thê thì chị quay về để mà đùm bọc với anh. Mà tôi tin chắc một điều thật sự ra, nếu mà chị có quay về, anh có nghĩ anh là cái gánh nặng của chị không? Dạ cũng bởi sợ như vậy đó mà tôi nãy giờ khi nghe lời của con tôi nói thì tôi đang suy nghĩ nên làm cái chuyện nào đúng và chuyện nào sai. Nếu như anh nghĩ không biết làm sao đúng mà làm sao sai, tôi hiện giờ tôi đang bởi tôi nhờ anh giúp giùm một lời dạy, nói chung ra lời dạy thì nó đúng hơn, bị rằng anh giàu sao anh cũng lớn hơn tôi, cho tôi một lời dạy để đi vào cái nẻo đường chính. Má con thì làm nghề giúp việc nhà. Dạ. Nếu như má con quay về đây, má con đi xin việc làm được không?
Dạ, ở gần gần đây thì chỉ có làm hồ, phụ hồ thôi. Đây là cái ông ổn định cuộc sống đúng không? Cái áo này của ba làm hồ nè, tôi vẫn mặc tới bây giờ. Vẫn không ổn định cuộc sống. Dạ. Giờ con có nghĩ rằng mẹ con lại thêm một lần nữa bỏ ba con đi không? Dạ không, tại vì lần này mẹ nói là cha trốn đi rồi, rồi mẹ ở nhà không có làm được gì tiếp cho cha con trả nợ hết. Nên mẹ con mới đi hỏi chỗ này hỏi chỗ kia mới xin được là ở dưới Cần Thơ đi giúp việc nhà cho người ta. Một tháng được 2 triệu rưỡi là chú. Nên là mẹ con mới nói là thôi kêu cha về đi, rồi có gì Tết nay 29 Tết mẹ con mới về được. Tại vì 29 Tết người ta mới cho mẹ con về. 29 Tết mẹ con mới về được, nên nó mà nói chuyện với cha con. Nếu vợ chồng sum họp đó, điều đó là rất tốt. Rồi em hỏi anh tiếp cái vấn đề mà cuộc sống sau này. Cuộc sống sau này là sao anh sao? Nếu hai vợ chồng sum họp. Cái khoản đó thì em chưa suy nghĩ tới, vì rằng cái ăn cái mặc hàng ngày, mưu sinh hàng ngày, mọi thứ đều cũng phải là tiền. Dạ đúng. Em chưa suy nghĩ tới để làm cho vợ làm cái gì. Bây giờ chị về đây chị đi xin làm hộ cũng được, nhưng mà khi mà hết công trình thì tiền đâu sống. Anh tiếp tục đi bán cái số nữa không? Dạ, như buổi ban đầu em cũng có nói với anh là em xin bán là ngày 100-200 tờ để mà kiếm tiền để mà sống ở ngoài gần nhà. Tôi khuyên anh nên bỏ cái ý định đi bán cái số lại đi anh à. Vì anh không có cái số để mà buôn bán nữa rồi. Dạ. Cha con kiểu gì bây giờ cũng không có cái số để làm ăn buôn bán nữa đâu. Dù có ba cha con có cố gắng cỡ nào để mà kiếm được đồng tiền về lo cho gia đình đi chăng nữa, đó là cái tấm lòng của cha con. Nhiều cha con không có cái số, không có cái duyên buôn bán, càng lặn lội càng đổ nợ, càng khổ cho tấm thân. Nếu như bây giờ mình nghĩ thoáng lên một chút, giả sử quay lại cái trường hợp đó, nếu mà hai chị em con mưu sinh để nuôi cha, hoặc là mẹ con mưu sinh nuôi cha, thì chú Trinh tin chắc về cuộc sống nó tốt hơn. Dạ. Hồi lúc mà gia đình con á sum họp á, con có nói với cha với mẹ là xin cha với mẹ ở nhà cho chị em con, vợ chồng con nuôi tiếp cha với mẹ. Nhưng mà cha nói cha còn thiếu nợ nhiều quá, cha không dám nghỉ ở nhà. Nếu như mà cha trả nợ hết rồi á, cha mới dám nghỉ ở nhà, đừng mà hưởng cái tuổi già rồi này kia. Chứ cha con còn thiếu nợ nên là cha con không dám là nghỉ ở nhà chú ơi. Thật sự ra chú với là cũng như là tất cả mạnh thường quân muốn giúp cha con có cái cuộc sống an nhàn, chứ không phải là chú với đồng mạnh thường quân bỏ số tiền này ra để trả nợ cho cha con mà bắt cha con phải đi đây đi đó. Đó là không phải. Dạ hiểu. Con hiểu không? Dạ con hiểu. Cho nên là trước khi mà bây giờ mà cha con muốn quyết định cái chuyện gì phải suy nghĩ đắn đo cho nó kỹ về cái cuộc sống sau này là chính. Mà nếu như mẹ con cũng như hai đứa con, hai chị em gái con mà đảm bảo được cái cuộc sống cho cha mình á, dạ, khẳng định được cái điều đó để chú thấy thì chú yên tâm. Dạ. Chú sẵn sàng để cho cha con ở nhà. Dạ. Còn nếu như cái cuộc sống và cái kinh tế khó khăn không tìm đâu ra để mà nuôi sống cho bản thân thì buộc mình phải tìm cách một cái lối thoát nào cho nó ổn thỏa, giải thoát được cái số cực quả của cha con. Dạ. Mà giải thoát được cái gánh nặng cho mẹ con. Dạ. Cần thiết mẹ con vô đó ở chung với cha con vẫn được. Dạ. Chú gỡ được hết, mẹ con còn tay còn chân phụ giúp ở trong đó cũng vẫn được. Ăn uống mỗi ngày người ta lo hết rồi, mình đâu cần gì đó đồng tiền để mình xài nữa. Nếu mình làm giúp giỏi giỏi trong đó, Mạnh Thường Quân đã tới chỗ dưỡng lão, mấy bên chỗ, mấy bên em Mạnh Thường Quân ở quyền Cờ Đỏ nó vô, nó cũng thấy người ta thương, là cho vài đồng để mua cà phê, cà pháo rồi mình uống thôi. Dạ. Chứ mình vô trong đó là đâu cần gì để cuộc sống, đâu kiếm mưu sinh nữa đâu. Dạ. Thì bây giờ cái vấn đề này, chuyện mà gia đình mẹ con quay về hay không là chú không có xen vô được.
tự gia đình sẽ giải quyết cái vấn đề này. Nếu như mà mẹ con với cha con mình xung hợp thì điều đó thì tốt, chú đáng mừng, chú khuyến khích điều đó. Nhưng phải đảm bảo được cái cuộc sống, đảm bảo được cái tương lai sau này. Chứ nếu như mà vợ chồng mà bây giờ về ba cha con lại tiếp tục đi bán rồi đổ nợ vào mẹ con rồi phải lang thang đi chỗ khác nữa, thì đó là cũng lại thêm một cái câu chuyện đau buồn đó con. Mình tìm giải pháp nào sao cho nó hợp tình hợp lý. Một là cha với con với mẹ con vô trong dưỡng lão hết, vợ chồng xung vầy cũng ở trong dưỡng lão. Hai nữa là mẹ con và hai đứa con tìm cách nào để nuôi sống được cha mình, đừng để cha mình đi bán với số nữa. Thật sự chú nói cha con không có cái số để đi bán buôn, số buôn bán, cái gian buôn bán, con hiểu không? Dạ con hiểu. Con có kêu cha con nghỉ bán hoài à, mà cha con còn số nợ đó nên là chị em con gánh tiếp cha không nổi. Còn là đây á, cha chú có trả nợ tiếp cha con hết rồi á, con với chị con nuôi được cho cha con tuổi già này. Con hứa với chú, con với chị con sẽ lo cho cha con mẹ con tuổi già. Được về tốt rồi con. Không bỏ cha con nữa đâu. Con hứa chú không? Dạ con hứa. Hứa lo cho cha đúng không? Dạ con hứa cho lo cho cha, cho mẹ cái tuổi già xế về chiều. Nếu con hứa lo cho cha của con chú yên tâm. Dạ con cảm ơn chú. Thôi được rồi, con cái nó có cái lòng, nó có cái hiếu, anh nên đón nhận cái điều này. Thật tình chú không phải là đến đây để chú bỏ ra mười mấy triệu của Mạnh Thường Quân để mà bắt cha con phải như thế này như thế nọ. Yeah. Tất cả mọi câu chuyện Mạnh Thường Quân cũng như là chú, cũng như là tất cả mọi người quý vị mà đang xem đài, xem kênh, họ đều muốn hướng cho cha con có cái cuộc sống an nhàn thôi. Yeah. Con hiểu không? Yeah. Thì bữa nay nếu mà con đã quyết tâm để mà lo cho cha, hai chị em con với mẹ con lo cho cha. Yeah. Thì điều đó chú đáng mừng. Yeah. Chú sẵn sàng để cho cha con ở nhà. Yeah. Như một ngày nào đó chú đến đây chú thăm. Yeah. Chú mong rằng mọi điều nó phải tốt đẹp nha con. Yeah. Chú không muốn thấy cha con đi bán cái số nữa nha. Dạ. Yeah. Con sẽ hứa với chú. Con hứa không? Dạ con hứa. Trong sâu thẳm trong lòng của anh có hứa em điều này với lại tất cả Mạnh Thường Quân không? Dạ, nếu mà hỏi về em thì theo cái lời của con em và anh để nói chuyện bây giờ thì em cũng có nghe qua. Em hứa với anh là một là em không còn bán vé số, điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mà cuộc sống em dự định lời đúng lời hứa của em là mùng 10, sau khi mùng 10 con em đi qua chỗ làm với chồng vợ chồng nó, thì em sẽ trở lại đó để mà lo rượu thuốc mang thang ở trong cái nhà dưỡng lão đó. Còn một khoảng nào em suy nghĩ vợ và con mình không là gánh nặng của gia đình, thì em sẽ xin anh là em sẽ trở lại với gia đình. Ừ, thì cái này anh cố gắng anh suy nghĩ ha. Dạ. Nếu anh muốn vô dưỡng lão thì sẵn sàng giúp anh đưa anh vô dưỡng lão. Dạ. Còn nếu như gia đình á mà quyết tâm để lo cho anh á thì điều đó tôi đáng mừng. Dạ. Với cái điều kiện cuối cùng, nếu con nói theo như lời con nói, mẹ con sẽ về Tết năm nay đúng không? Dạ. Chú mong rằng mẹ con về nhà là nếu đủ duyên chú sẽ gặp mẹ con ở tại nhà này. Dạ. Ha. Dạ. Nếu đủ duyên chú sẽ gặp mẹ con tại nhà này. Và chú mong rằng cái cuộc nói chuyện giữa cha mẹ con để được cái sum họp. Dạ. Còn cái chuyện mà mẹ con với cha con có sum họp nữa hay không, cũng đó là cái duyên vợ chồng. Dạ. Nó còn hay không chú không xen vào, con nhớ nha. Dạ. Chú không xen vào được cái chuyện này, chuyện gia đình của con. Dạ. Thì riêng anh cứ suy nghĩ như thế nào anh cứ nói em. Riêng em thì em suy nghĩ là mùng 10, sau khi mùng 10 này em sẽ trở vô trong cái nhà dưỡng lão đó. Dạ. Rồi trong cái thời gian em chặt thuốc và hơi thuốc đó thì em tìm ra một cái lối thoát để cho nó không có gánh nặng gia đình, hay hoặc là gánh nặng do gia đình mà nhưng có một cái niềm vui ở gia đình, thì em xin
sẽ trở lại gia đình. Rồi. Thì trước mắt á, thì Sang cũng báo với là quý vị, thì Sang ghé ra nhà cái hoàn cảnh của gia đình của anh Chuối. Hồi nãy giờ quý vị cũng đã nghe, thì chắc chắn quý vị cũng đồng tình theo những gì nãy giờ Sang nói. Mong rằng thì mình cũng không có muốn chia sẻ một cái gia đình nào hết, chỉ mong do mỗi một mái ấm mà mình đi đến để chia sẻ được cái tình yêu thương, đem được cái nụ cười đến cho những mảnh đời bất hạnh, thì mình làm những điều đúng đắn nhất, cần làm thì mình nên làm. Còn nếu mà gia đình của anh Chuối mà với lại vợ có xung vầy không thì đó cũng là một cái duyên sau này. Thì mong tất cả mọi người hãy đồng tình với Sang. Bây giờ trước mắt là Sang trả nợ cái phần ở với nhà, quê nhà của anh Chuối. Và đồng thời là tiếp tục Sang sẽ mời quý vị xem tiếp cái phần 5. Sang sẽ đưa anh Chuối với con gái anh Chuối qua bên chỗ đại lý nhà trọ Duy Khang để mà trả đứt luôn cái số nợ cuối cùng gần 9 triệu đồng. Rồi sau đó đưa anh Chuối về đây lại. Rồi để cho anh Chuối với lại con gái xung bày với gia đình trong những ngày Tết. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ chú sẽ đưa cho con thêm 800 ngàn này nữa. Con giữ đây để con trả cho người ta nha. Dạ. Con có đi với là chú với là cha con đi qua trả biết chủ nợ bên kia không không? Giờ xong rồi chú sẽ đưa về đây. Tại con còn có con nhỏ nó đang bệnh, nó đi ở trên Đồng Nai về nó đang bệnh đó chú. Con không đi có được không hả chú? Được cũng sao. Dạ. Chú muốn cho con biết mặt những người chủ nợ mà cha con đang thiếu. Dạ. Đó là sự thật. Rồi cha con ở nhà nhờ nhà của người ta. Dạ. Bây giờ chú đưa cho con 800 ngàn. Con trả đứt cho ba người. Một người chị Lợi 330. Dạ. Người tên Yến 200. Người tên Tiền 200. Dạ. Và tổng cộng 730 ngàn, chú đưa con 800 luôn ha. Dạ, con cảm ơn chú. Hồi nãy đưa cho chị là 3,7 triệu đủ rồi, ha. Dạ. Với lại 800 ngàn nữa là 4,5 triệu. Trước mắt là Sang cho chích ra 4,5 triệu. Rồi lát này trả luôn bên kia. Tổng cộng bao số, bao nhiêu số tiền thì Sang sẽ báo tiếp. Cảm ơn cô bác và anh em ở xã hội và Mạnh Thường Quân cũng gian mở rộng vòng tay giúp cho Chuối được một cái Tết được trọn vẹn để ở quê nhà cúng cha mẹ anh em và cô bác chòm xóm. Không biết nói lời gì hơn, xin biết ơn và xin kính chúc cô bác anh chị và Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe và tiếp tục những cái đoạn đường mà mình sắp sửa đi tới để giúp cho mảnh đời bất hạnh như Chuối đây. Xin cảm ơn cô bác anh chị. Bây giờ quý vị có thể tham quan sơ qua cái nhà của anh Chuối, rồi cái cách sống và cái sắp xếp bố trí trong nhà như thế nào. Rồi sau đó thì Sang sẽ hẹn quý vị lại cái phần 5. Giờ Sang sẽ đưa anh Chuối đi ha. Vậy tham quan sơ cái phần bên trong của nhà thờ phượng như thế nào. Là dưới đây là cái chuồng vịt với lại mấy con gà này là của chủ nợ của chú Chuối qua đây nuôi khi chú Chuối không có ở nhà. Đây cái bên là cái nhà sinh. Còn trong đây thì nhà bếp, chú đi cũng lâu mà con gái của chú mới về cho nên là cũng được ngăn nắp được phần nào.
thôi được rồi con là tiếp gia đình con trả hết số nợ cho cha con về nhà được ăn Tết với gia đình của con. Thôi đi con. Con. Dạ con cho con lại, con tạ ơn cô với chú với anh.